Pháp vừa trở thành quốc gia tiếp theo sau các nước như Ấn Độ, Thái Lan đưa ra lệnh cấm đối với ứng dụng đặt chỗ taxi Uber. Bộ Nội vụ Pháp cũng gọi đây là một dịch vụ bất hợp pháp và tiềm ẩn nhiều mối nguy cho người dùng. Một đòn mạnh nữa vừa dán vào ứng dụng gọi xe taxi Uber. Một lệnh cấm nữa đã được ban bố từ Bộ Nội vụ Pháp Đại diện của bộ nói rằng đây là một dịch vụ bất hợp pháp, bởi lái xe không rõ lai lịch có thể gây hại cho người dùng. Sự an toàn của hành khách là điều quan trọng nhất và luật hiện hành cần được tôn trọng. Chúng ta cần củng cố các quy định mà ngày nay gần như không tồn tại. Dịch vụ chia sẻ tài xế đang phát triển mạnh ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở thị trường châu Á tuy nhiên chỉ trong một tuần hàng loạt các nước ban bố cấm ứng dụng uber sắp tới uber phải đối mặt với một vụ kiện ngay tại sân nhà là mỹ khi hiệp hội tài xế gửi đơn kiện uber đang đạp đổ sinh kế của những người tài xế taxi